chị qua chỗ hai cô Tâm ăn ha chị đi. À. 3 giờ. Ok. Một miếng to dữ sao. Chị người đây lâu vậy đó. Chị à, chị mới thôi. Nãy tưởng khách bình thường là uống, tại vì khách ý là ly thêm cái cuối này nè, cho hết luôn cho rồi. Ông đòi ngủ cũng đi say á, là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á, nguy hiểm. Khóa cửa. Một giờ một cái máy ăn cơm. Ba. Máy nào ba cái rồi chứ? Ba cái này cái. Tháng sau là đúng rồi, con bé trao nó u nó trao là có 3.000 lượt xem, 47.000 lượt xem nha. Cái rồi chị không vào nữa, cái nó không có tương tác luôn.
bóp thì còn ý nghĩa gì nữa, bóp thì họ vẫn đau đó. Chắc không. Cây bên nhây mà à, nhưng mà sao chị nắng đào thôi, cục này thì cũng đỡ rồi. Cái này mà quơ mạnh một xíu cũng bay.